với mỗi học sinh cuối cấp, việc đạt được kết quả cao trong kỳ thi đại học cao đẳng có lẽ đã trở thành một mục tiêu cấp bách cần đạt được. Nhưng phải học thế nào cho hiệu quả là một vấn đề khó khăn. Sau đây, mời các em theo dõi cuộc trò chuyện giữa tuyển sinh 247 và em Nguyễn Văn Hinh, thủ khoa Học viện Quân y hệ quân sự với tổng điểm 3 môn là 29 điểm. Em cũng là thành viên của tuyển sinh 247 với nickname là Nguyễn Văn Hinh. Cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự của em về phương pháp học tập để đạt được kết quả cao nhất. Chào Hinh. Dạ, em chào chị ạ. Lời đầu tiên, tuyển sinh 247 xin gửi lời chúc mừng tới em và gia đình đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi đại học vừa rồi, và nhất là đã trở thành thủ khoa của Học viện Quân y, hệ quân sự. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Với kết quả đạt được như vậy thì em cảm thấy như thế nào? Đã hài lòng với kết quả của mình chưa? Dạ, với kết quả là đạt được 28,75 điểm thì em cũng khá là vui mừng. Và tuy nhiên thì môn toán là môn sở trường của em, nhưng nó lại là môn mà em đạt được kết quả chưa phải là cao nhất, nên cũng có một chút hơi nuối tiếc. Thì chị có câu hỏi tiếp theo cho em, đó là trong suốt quá trình học tập từ năm cấp 1 cho đến cấp 3 thì em đã được đạt được những thành tích đáng kể nào không? Em có thể chia sẻ cho chị cũng như các bạn tuyển sinh 247 biết được không? Dạ vâng. Em có tham gia một số kỳ thi học sinh giỏi ạ. Và cũng đạt được một số kết quả. Ví dụ như là lớp 9 thì em có được giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán, với lại được giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn vật lý cấp huyện, và được giải nhất trong môn toán cấp huyện ạ. Đến lớp 11 thì em có tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn hóa và cũng được giải nhì ạ. Và lớp 12 thì em lại tham gia cái môn toán và được giải ba. Một thành tích rất là đáng ghi nhận đúng không? Dạ vâng. Chị muốn có câu hỏi tiếp theo dành cho em, đó là trong suốt quá trình ôn luyện thì tài liệu tham khảo 3 môn toán lý hóa đáng chú ý của em là gì? Dạ, đối với môn toán và môn hóa thì chủ yếu là em sưu tầm các bài tập và các cái tài liệu tham khảo trên mạng đối với từng chuyên đề một, từng dạng bài tập một. Còn đối với môn lý thì em rất thích ba cuốn sách của thầy Chu Văn Biên, đó là bộ các cuốn sách về bí quyết ôn luyện thi đại học môn vật lý, gồm có 3 cuốn là về điện xoay chiều, về sóng và một cuốn là về dao động cơ học. Đối với mỗi người học ấy, thì việc tạo cho mình phương pháp học tập là rất quan trọng. Nếu có thể chia sẻ với các em cấp dưới thì em có muốn nhắn gửi gì đến các em không? Dạ, theo em thì mỗi người cần phải có phân bố thời gian mình thật là hợp lý ạ. Đối với em thì em sẽ phân bố, sẽ đan xen giữa thời gian học và chơi cũng như là giúp gia đình. Một số em sẽ dành một số thời gian để em có thể là lên mạng nghe nhạc, xem phim, hay là có thể là chat với các bạn cùng lớp hoặc là những bạn trên cả nước. Ngoài ra thì em cũng dành một số thời gian khi mà rảnh có thể là giúp đỡ bố mẹ một số việc vặt trong gia đình. Và thường thì em sẽ đan xen giữa thời gian học và thời gian để mà nghỉ ngơi cũng như là giải trí ạ. Hiện nay, ngoài việc học trên lớp và các thầy cô thì các bạn học sinh thường chọn cho mình phương pháp học trên mạng. Vậy còn em có chọn phương pháp này không? Dạ, phương pháp học trên mạng đó là một phương pháp mà em cảm thấy rất là hiện đại và em cũng rất là thích. Em thì có tham gia một số trang, ví dụ như là trang tuyển sinh 247 ấy. Và việc học trên mạng thì ngoài việc chúng ta có thể là thi online, hoặc là chúng ta có thể là tìm kiếm tài liệu trên mạng, hay là có thể là chúng ta tham gia các diễn đàn. Và thông qua việc học trên mạng thì em cảm thấy nó rất là bổ ích với đối với riêng bản thân em. Qua đó thì em có thể thứ nhất là có thể được trau dồi kiến thức, rồi giao lưu kết bạn, cũng như là trao đổi học tập với các bạn học sinh trên cả nước. Rồi em có thể thậm chí là có thể hỏi bài các bạn, hay là chia sẻ những cách giải hay đối với các bạn. Qua đó thì cũng nâng cao được kiến thức cho em rất là nhiều. Vấn đề tiếp theo chị muốn đề cập đấy là áp lực thi cử. Trước mỗi kỳ thi thì các bạn học sinh thường có tâm trạng đó là căng thẳng và lo âu. Thì em có bí quyết nào để vượt qua những tình huống này không? Dạ, việc ôn thi thì thực sự là rất là căng thẳng, bởi vì là hầu hết các bạn đều tại vì thấy được cái tầm quan trọng của kỳ thi đại học, và nên là hầu hết thì các bạn đều cảm thấy rất là bị áp lực bởi sự kỳ vọng của rất nhiều người. Theo em thì các bạn để mà giảm áp lực đó thì các bạn không nên là học một thời gian quá dài, mà nên trong quá trình học thì có thể là dừng lại một thời gian ngắn nào đó để có thể là nghe nhạc, hay là đọc báo, hay là có thể là làm những việc vặt trong gia đình, thậm chí là có thể là ra tập thể dục, hay là làm một số việc nào đó giúp chúng ta có thể là giải trí hay là thư giãn đầu óc. Nhưng
như theo chị được biết đấy là em cũng thi tuyển vào khối B trường Đại học Y Hà Nội đúng không? Dạ. Ừ. Nếu mà trường hợp may mắn đó là em đỗ cả hai trường, dạ, thì lựa chọn của em sẽ là gì? Dạ, nếu như mà đỗ hai trường thì em cũng đang rất là phân vân, bởi vì là mỗi trường thì nó có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau, mà có lẽ là em phải chờ kết quả điểm vào, có suy nghĩ thêm thời gian thì mới có đưa ra quyết định chính thức của mình. Câu hỏi cuối cùng chị dành cho em đó là qua đây, qua cuộc trò chuyện cùng tiến sinh 247 này, em có muốn nhắn gửi tới các em học sinh cấp dưới lời chúc gì không? Dạ, em muốn nhắn gửi các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh lớp đang chuẩn bị bước sang lớp 12, đó là các bạn hãy cứ cố gắng hết sức và phấn đấu hết sức, và hãy thực hiện nỗ lực hết mình để có thể là thực hiện cái niềm đam mê, cũng như là có thể đạt được những thành tích cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 và những năm tiếp theo. Tuyển sinh 247 cũng có một suất học bổng muốn trao tặng cho em. Chúc em luôn có sức khỏe và thành công trong sự nghiệp học tập sắp tới. Dạ vâng, cho em xin phép được cảm ơn trang tuyển sinh 247 đã quan tâm đến và hỗ trợ em suất học bổng này.